Và kính thưa quý vị, bão tuyết tấn công miền Bắc Hoa Kỳ tạo ra sự hỗn loạn cho giao thông sau ngày Giáng sinh, tin từ Hoa Kỳ. Tình trạng tuyết rơi nặng và gió mạnh đã tạo ra sự hỗn loạn cho giao thông tại vùng miền Bắc của Hoa Kỳ trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2012, và đôi khi còn đưa lại bế tắc giao thông trong một số tiểu bang. Tại quốc lộ I-65, nhiều xe hơi và xe vận tải đã đâm vào lề trong lúc chạy trên đường bị đóng băng trơn trượt. Một nhân viên cứu trợ của tiểu bang Indiana, ông Gary Jones, nói rằng rất nhiều quốc lộ bị đóng và có một tai nạn xảy ra khi 6 chiếc xe đụng vào nhau trong một quốc lộ chạy ngang qua tiểu bang Indiana. Theo ước tính của ông Jones, thì ông đã phải giúp kéo từ 15 cho đến 20 chiếc xe mỗi giờ, và con số này chỉ là con số trong vùng hoạt động của ông. Một số vùng, trong đó có tiểu bang Indiana, đã bị tuyết bao phủ từ 20 cho đến 40 cm, trong khi đó ở một số nơi, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tuyết đã phủ cao khoảng 8 cm, một hiện tượng hiếm có trong những năm gần đây. Ngoài việc tạo ra sự hỗn loạn giao thông trên đường phố, bão tuyết còn trì hoãn nhiều chuyến bay. Tại phi trường quốc tế Indiana International Airport, có từ 90 cho đến 145 chuyến bay đã bị trì hoãn và cuối cùng phải hủy bỏ. Nhưng sự may mắn trong cơn bão tuyết này là đã chưa có báo cáo thiệt mạng nào. Cơn bão tuyết còn cúp điện đến 1.500 dân chúng trong vùng. Cảnh sát địa phương đã phải điều động cảnh sát dự bị để giúp dân chúng bị kẹt trên đường phố vì tuyết. Ở tại tiểu bang Ohio, tuyết đã bắt buộc phi trường quốc tế Cleveland Hopkins International Airport hủy bỏ 100 chuyến bay. Và theo chuyên gia dự báo thời tiết, thì cơn bão tuyết đang di chuyển về hướng đông và thành phố New York sẽ là mục tiêu để cơn bão thải một số lượng tuyết to lớn trong những ngày sắp tới.